Nhưng mà với cái nồi chiên này thì Michio làm khay chiên hoàn toàn bằng thủy tinh nên cho mọi người không chỉ quan sát được ở mặt trước mà hầu như là quan sát được toàn bộ luôn. Việc này thì sẽ cải thiện hơn về tầm nhìn của mình cũng như là sự an tâm khi mà sử dụng cái nồi này để chiên nướng. Một chiếc nồi chiên có khay chiên trong suốt, các bạn đã gặp chưa? Nếu mà chưa thì hãy dừng chân lại đây với Ánh, bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review về chiếc nồi chiên thú vị như vậy đến từ Michio. Đây là một chiếc nồi chiên cho mọi người nhìn xuyên thấu từ trước cho đến sau. Thiết kế độc đáo này cũng do bởi khay chiên của nó thay vì bằng kim loại như những nồi chiên khác thì nó hoàn toàn bằng thủy tinh trong suốt. Theo xu hướng nắm bắt tâm lý khách hàng là muốn quan sát thực phẩm trong lúc chiên, bởi vì thường thì khay chiên nó sẽ hoàn toàn kín hết, thì nhiều hãng cũng đã có những thiết kế kiểu ốp một miếng kính ở phía mặt trước để xem nó giống như là một cái lò nướng vậy đó. Nhưng mà với cái nồi chiên này thì Michio làm khay chiên hoàn toàn bằng thủy tinh nên cho mọi người không chỉ quan sát được ở mặt trước mà hầu như là quan sát được toàn bộ luôn. Việc này thì sẽ cải thiện hơn về tầm nhìn của mình cũng như là sự an tâm khi mà sử dụng cái nồi này để chiên nướng, kiểu như là trong phạm vi phòng bếp đi ha. Thì trong khi mà cái nồi này nướng thì mọi người có thể làm bất cứ việc gì, rồi lâu lâu thì mình chỉ cần ngó qua cái nồi thôi là mình cũng có thể thăm chừng được là thức ăn của mình nó như thế nào rồi. À, cái việc mà có thể bất cứ lúc nào cũng xem được đồ ăn của mình ra sao mà không cần phải mở khay chiên á, nó rất là phù hợp với kiểu nồi chiên cơ như thế này. Và cụ thể như thế nào thì mình sẽ đề cập khi mà nói đến phần núm điều khiển. Rồi bây giờ nói về việc là khay chiên hoàn toàn bằng thủy tinh thì mình cũng phải nói đến việc đảm bảo được cái sức chịu đựng của nó khi mà ở trong nhiệt độ cao. Mọi người có thể hoàn toàn yên tâm vì đây là chất liệu thủy tinh cường lực chịu nhiệt. Hơn nữa là độ dày của khay cũng lên đến khoảng tầm 5mm nên cầm trên tay thôi là cảm thấy được độ chắc chắn rồi. Theo như thông tin của hãng thì nồi chiên này có dung tích là 6 lít, nhưng đúng với dung tích sử dụng của khay chiên là 4,5 lít. Thế nên thì tổng thể của cái nồi chiên này nó cũng nhỏ gọn ha. Đi kèm với khay chiên thì chúng ta sẽ có một cái vỉ tách dầu bằng kim loại và nó sẽ có một cái quai ở đây để mình nhấc lên nhấc xuống. Tuy nhiên là vì bằng kim loại nên tất nhiên là nó sẽ không chống dính, nên lúc vệ sinh thì mọi người cần ngâm một chút nước nóng để chà rửa dễ hơn nhé. Nhìn vào núm vặn thì mọi người cũng biết đây là nồi cơ rồi, và bố trí núm vặn điều chỉnh nhiệt độ ở trên và thời gian thì ở dưới. Với nhiệt độ có thể chỉnh từ 80 đến 200 độ C và thời gian tối đa lên đến 60 phút. Ưu điểm của nồi chiên cơ là dễ xài và nhược điểm là độ chính xác nó chỉ ở mức tương đối thôi. Nhưng mọi người có thể thấy thì các mốc nhiệt độ và thời gian nó được phân bổ ở các khoảng tương đối thôi. Nên nếu mà mọi người điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nó nằm trên này thì dễ rồi. Còn nếu mà mọi người điều chỉnh nó không có nằm ở trên này thì mình cần phải nhắm chừng các khoảng ở trong này ha. Thế nên đó là lý do tại sao mà anh nói với mọi người là khay trong suốt này nó rất là phù hợp với nồi chiên cơ. Bởi nếu lỡ mình có nhắm chừng quá nhiệt thì lúc mà quan sát đồ ăn ở bên trong á thì mình vẫn còn cứu cánh được ha. Với một cái khay chiên thủy tinh trong suốt như thế này mà làm bánh thì quá hợp lý luôn. Không phụ lòng mọi người, hôm nay anh sẽ sử dụng cái nồi chiên này để nướng bánh Pavarotti phiên bản nhanh gọn làm từ bánh mì sandwich nha. Đó, trong lúc nồi đang hoạt động thì dù là ở góc độ nào, mình vẫn nhìn thấy được tình hình bánh nướng ở bên trong. Và công nghệ mà nồi đang sử dụng là công nghệ Rapid Air với công suất là 1200W. Vậy thì bây giờ, để xem là với những trang bị như thế này thì nồi sẽ làm được những gì nha. Có thể thấy là mặt trên của bánh tiếp nhận được nhiệt đều hết nha. Sờ vào thì bánh có độ giòn nè. Giờ lật mặt dưới xem như thế nào nha. Wow, mặt dưới cả 4 cái cũng được nướng giòn luôn nha. Cái này thì trong quá trình nướng ảnh không hề trở bánh luôn đó. Nhìn chung là nồi phân bổ nhiệt đều đó. Phần bánh mà bên trong xé ra thì cũng được nướng chín, còn giữ được ẩm mà không bị khô nữa. Còn đây là lượng điện của nồi trong lúc nướng bánh, mọi người có thể tham khảo để hiểu hơn về khả năng tiêu tốn điện của nồi chiên này nhé. Thiết kế khay chiên bằng thủy tinh trong suốt như thế này thì ngoài việc mang lại cho mình một cái nhìn độc đáo thì nó sẽ rất là hữu ích với những ai mà cần quan sát đồ ăn ở bên trong. Mọi người sẽ chủ động hơn với những món ăn cần có cái nhiệt độ chính xác, ví dụ như là làm bánh hoặc là chiên steak chẳng hạn. Tuy nhiên thì nó sẽ có giới hạn một chút xíu về dung tích nên sẽ rất là phù hợp với những ai mà đang ở một mình nè, hoặc là những cặp vợ chồng mới cưới. Chi tiết về giá thì mình sẽ cập nhật ở trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy cho điện máy xanh một like và subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!